Trong khi đó, các nhà sản xuất ô tô trên thế giới đã phải bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho kịch bản Mỹ sẽ áp thuế mới đối với ô tô nhập khẩu từ các nước, đồng thời đảo ngược chiều chính sách hiện hành về việc hỗ trợ xe điện. Ông Trump từng tuyên bố sẽ hủy bỏ một số quy định của Cơ quan Bảo vệ Môi trường và Bộ Giao thông Vận tải ngay ngày đầu tiên khi ông nhậm chức. Ngoài ra, ông cũng xem xét cắt giảm hoặc loại bỏ các khoản ưu đãi hay miễn thuế dành cho xe điện. Nếu ông Trump thực hiện đúng theo những gì đã hứa, ngành sản xuất xe điện và pin xe điện sẽ bị ảnh hưởng, trong khi các dòng xe thể thao đa dụng và xe tải chạy xăng được hưởng lợi trở lại. Hiệp hội vận tải không phát thải, bao gồm các thành viên như Tesla, Rivian, Lucid và nhà sản xuất pin LG, cho biết sẵn sàng làm việc với ông Trump và đề nghị ông thay thế các quy định khí thải nghiêm ngặt của Cơ quan Bảo vệ Môi trường bằng các tiêu chuẩn khí thải quốc gia phù hợp với thực tế hoạt động của ngành vận tải thiết yếu. Riêng đối với thị trường xe nhập khẩu vào Mỹ, khả năng ông Trump áp mức thuế lên tới 200% hoặc cao hơn đối với xe nhập khẩu từ Mexico và các quốc gia ở châu Âu, châu Á sẽ đẩy giá bán tăng cao và làm suy giảm khả năng cạnh tranh. Do đó, các hãng ô tô sẽ phải xem xét lại chính sách của mình, trong đó có cả việc chuyển nhà máy sản xuất nếu cần thiết.